hướng tới chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021 đến 2026, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Công ty Hữu nghị Á Châu đã tổ chức nghi lễ chập lửa đúc trống đồng, hào khí non sông. Chương trình Hào khí non sông là hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện không khí tưng bừng của toàn dân đi bầu cử, ca ngợi những đóng góp của Quốc hội Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Lễ đúc trống đồng được tổ chức tại xưởng đúc đồng của nghệ nhân ưu tú Thiều Quang Tùng tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Sơn, cái nôi của văn hóa Đồng Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chiếc trống đồng đại với chủ đề Hào khí non sông, đường kính 100 cm, trọng lượng khoảng 250 đến 300 kg, đúc bằng nguyên liệu đồng đỏ nguyên chất, mô phỏng hoa văn hình dáng trống đồng ngọc lũ, trên thân trống khắc họa 15 kỳ Quốc hội Việt Nam. Ngoài ra, ban tổ chức chương trình Hào khí non sông cũng sẽ thực hiện đúc 15 chiếc trống đồng hào khí non sông đường kính 60 cm, thể hiện dấu ấn kỳ Quốc hội khóa 15, 100 biểu tượng quốc hiệu Việt Nam, chất liệu đồng nguyên chất mạ vàng 24K để làm quà tặng các đại biểu, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành cùng chương trình. Được biết, đầu tháng 5 năm 2021, chiếc trống đồng đại có đường kính 100 cm sẽ được ban tổ chức trang trọng trao tặng cho Quốc hội để trưng bày tại sảnh chính của Tòa nhà Quốc hội Việt Nam. Ngày 22 tháng 5 năm 2021, chương trình Hào khí non sông sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam.